Hôm nay có hai khách hàng hữu duyên đến nhà mua hàng này, được mình vẫy vào để học cái món súp miso minh làm trong vòng chỉ có một nốt nhạc thôi. Thế thì các bác thấy một cái bát nhỏ nhỏ thôi mà các bác bảo nhiều thế, bảo không nhiều đâu, tí nữa thì ăn một lại muốn ăn hai, ăn không muốn nhường ai. Bây giờ phỏng vấn hai bác, hai chị em là cho biết cảm tưởng sau khi ăn một bát súp miso. Trước khi mà chưa ăn ấy, cái súp này ấy, thì thấy người nó mệt mệt, nhưng mà ăn xong mà thấy người nó tỉnh lên thì nó đỡ mệt, thế là mà lại được cái thứ ấm vào người cái là nó là miso mà nó ấm vào người thì thấy nó người đạm nó... mà nó dễ tiêu. Bác thấy sao bác? Là em thì đúng là từ từ bé giờ mới được ăn cái món này của. Nhưng mà bác cảm nhận như nào? Em cảm nhận là nó tất cả từ trên xuống dưới là nó như là nó nóng, nó ấm áp. Vâng, nó kiểu như nó như nó lan tỏa ấm áp toàn thân. Vâng, thấy đấy, nó khác hẳn. Tức là em khác hẳn mà. Bởi vì cái gì mà cái cơ địa của em là nó nhạy cảm. À, rồi thế. Đấy, cho nên là hôm nay được ăn gọi là súp miso tiên đấy, súp miso thánh đấy, đúng rồi, súp miso minh, nhưng mà nó là món ăn thần thánh đấy, món ăn là trời cho, đúng rồi, nó vì có... không mất tiền nhá, vâng. Lại được hướng dẫn miễn phí nhá, vâng. Xong lại được khỏe toàn thân nhá, vâng. Thế có phải đúng là sướng như tiên rồi không? Nó là cảnh tiên trong vòng đúng một nốt nhạc, vâng. Như là cái duyên đấy, là duyên của chúng ta, vâng. Cái phước của chúng ta, vâng. Rất là hoan hỉ với các bác là, vâng, cảm nhận về cái súp miso minh em vừa phát minh ra cách đây không lâu nhỉ, lại nhỉ, mới thôi. Đấy, nói chung là em múc nước lên thì nước mạch chảy về, bởi vì là người Nhật người ta cũng dạy trên mạng rất nhiều, và người Nhật là làm trực tiếp, cô đến đây dạy ăn ngon lắm, nhưng mà cái cách này em còn thấy xuất sắc hơn, thực sự là thế, bởi vì các nguyên liệu đều là number one, đây có thể gọi là món ăn thượng phẩm để đánh thức cái trí phán đoán và nâng cao tần số rung động, bởi vì nó khá dương nhưng mà nó êm ái dễ chịu và được cái nori nó trung hòa. Đấy, tuyệt vời. Bà ơi, cái nôn xa này của em nó nha, nó cảm giác như nó một như là thức tỉnh của cái gì của cái nôn xa. Cái lúc ăn xong á? Từ lúc ăn xong em từ đấy tràn đầy. Mà cảm thấy cái nôn xa ở gáy à, vâng, ở phía đằng sau gáy à, vâng, cảm giác nó ấm áp à? Vâng. Nó ấm. Không phải là nôn xa đâu, nó chắc là nó một cái huyệt nào đó thôi. À. Chắc là cái chỗ vùng đấy nó đang có vấn đề, bây giờ nó được lan tỏa đấy. À, bác nhạy cảm nhỉ? Em cũng nhạy cảm ghê em lắm. Nhạy cảm cả. Úi giời, thế thì hôm nay bác là được chư thiên phái đến đây rồi. Em ấy, ngày xưa được ở trật tự vũ trụ là an bài đến đây để nói đến cái súp miso thần thánh này rồi. Bà ơi, trước ôi đây rồi, em không mấy khi em nói chuyện với bà. Em là cái con người của em là sinh đúng vào ngày 15 tháng 4 âm lịch. Cho nên là em mơ ngủ trước đây thì em mơ ngủ ai chết là người chết. Úi giời. Úi giời ơi, em xong rồi lúc xong. Bà đây bây giờ bà tu theo Phật à? À vâng, em đi theo Phật. Thế xong đến lúc là em sợ quá này, em bắt đầu em mới đi quy cửa Phật đấy. Thế có một ông mơ ai chết là người chết luôn này này. Em mơ bà này là con chim gì, con chim lợn này. Hôm ấy em bà biết con chim lợn. Em mơ đấy cho nên em mới sợ mà. Hôm ấy em mơ ngủ bác ruột em mất. Thì đám ma đi đến chỗ gần nhà chồng nhà em. Thế em hôm sau em kể bố em. Bố ruột em nói, em bảo tối hôm qua con mơ thế nào lại bác mất. Thế xong là bố em bảo ôi giời, ông vẫn khỏe, ông vẫn đi cày. Với bác em là nông dân vẫn đi cày bừa mà. Thế là đến hôm sau nữa thì là bác em mới nhổ cái đinh ở chuồng bò. Thì ngã vật ra thì cái bún ấy đập vào chán. Thế là bố bác em đi tắm rửa xong đấy là bác em lên trên. Thế thì chị này có khả năng tiên tri. Đấy. Thế là nhiều người có khả năng này nhưng mà nếu họ không được nuôi dưỡng thì nó lại suy đi. Em cũng có một vài cái khả năng đấy, nhưng cho nên là em rất là thích con đường huyền môn, bởi vì thực ra là mình báo trước cho mọi người biết. Thường là em làm cái gì cứ phải 20-30 năm sau mọi người mới bắt trước em. Nhưng mà mọi người chỉ bắt trước em về mặt vật chất mới lại làm sao để có tiền là nhanh nhất, còn tinh thần tâm linh con đường em đi thì mãi, có những người phải 10 năm 20 năm họ mới cảm nhận. Họ mới đi theo. Thế còn là họ thấy em bán gạo lứt này có tiền này là họ bắt trước cái đấy chưa? Thế còn thế này nữa, có những sự như thế này này. Khi ngày xưa em là người quê thực sự đấy. Thế thì em đột nhiên em về nhà chồng, nhà chồng nhà em là một vị quan thượng thư, bây giờ vẫn có nhiều quốc tử giám. Hiện bây giờ nhà quê nhà em vẫn có bia. Này mà bia. Nhìn cái sống mũi bà xem. Sống mũi của bà ấy là nó là gọi là ống tre úp hơi giống sống mũi bà Lima. Cái người này là quý tướng. Còn chúng ta đều bị lõm đây hết này.
lõm chỗ này và nó thấp xuống nó nhỏ lại, còn và một đường thẳng từ trên xuống và có cái tướng quý ở cái sống. Thế thì em bây giờ là nhà em bây giờ là thờ quan thượng thư bây giờ xã rồi viện Hà Nội cũng về để tức là để đấy, nhà có viện. Dòng có dõi thế cho nên là bây giờ cứ trong một là các cháu lại với cả nhà đều về. Thế mà chị em mình hôm nay mới có dịp đoàn viên nhỉ, mọi khi chỉ đi mua xong là phắn, mua xong là phắn chả nhớ mặt, nó chỉ nhớ loáng thoáng bởi vì một ngày mấy chục người. Đúng rồi, thế thì em mới em toàn đi chùa bà. Em toàn đi chùa đại đại mày nghe cái vụ này. Em cứ đi lễ ở chùa ngòi bởi vì khi thầy có một vị thầy bảo em là bác có căn. Đấy. Đấy, thế thì em người thế gọi người có căn đấy. Em mới bảo ôi em sợ lắm bởi vì nếu có căn thì phải trình đồng mở phủ. Không phải, cái căn của mình là căn tu theo Phật. À thế ạ. Chứ không phải là cái căn trình đồng mở phủ mà mấy cái bà trình đồng mở phủ nhìn em là phải vái. Nhìn em biết con của Phật, không dám lôi kéo ủ ê bởi vì cái vía em nó vững. Nó còn rủ các bà ấy đi theo Đức Phật. Nhưng mà không ai xem bói được em. Rủ các bà ấy bỏ nghề đi theo Đức Phật. Vâng, không ai xem bói được em. Đúng. Thế hôm mấy ông bà trình đồng mở phủ nhìn tới không hãi nhưng họ kính nể. Đúng rồi. Họ biết đây là con Phật không có rủ dê đi theo đúng con đường. Thế em đợt đi em bảo đi xem hai cái số của em nó. Con Phật, Phật rước, con ma, ma lôi. Cái trình đồng mở phủ ấy nó là một cái đẳng cấp thuộc về khối địa tiên. Khối địa tiên họ múa may, đẹp đẽ. Đấy là khối địa tiên, mấy cái vị nghệ sĩ họ cũng hiểu với cái chuyện này và họ cũng có người họ cũng nhạy cảm với cái chuyện này và có những người họ cũng hát được, hát chầu văn được. Cái người mà có cái tính này, cái tính đồng này thì cái vía của họ nó nhạy, cái vía, cái phách của họ nó rất nhạy cảm. Họ gần người nào người đấy được lan truyền. Thế cái này em biết mà, học về tâm linh này em thấy rất là đông người ở trong nhà bà ấy, ở trong nhà cái cô đấy thì mọi người gọi là cô. Thế hôm em à đi xem hay là làm sao cái số của mình tương đối vất vả. Thế là em vào, em cứ vào rõ ràng em vào mà. Bà ấy bảo cô không, hôm nay cô nghỉ. Trong khi đó ở nhà bà ấy chật ních. Đúng. Thế bảo hôm nay cô nghỉ. Thế nhưng mà người ta mà xem bói, em đi xem bói ai anh họ nói đến đâu chúng đến đấy, có những cái em không nói ra mà họ trộn nói chúng tim đen em còn phải trao nước mắt. Em là cái người người ta dễ soi soi dễ xem lắm. Bà ơi, thế xong đến lúc cái họ của họ quan của nhà em đấy là mất nhiều mộ quá. Thì chỉ có một ông là ông ấy mở tử vi thì em lại là con út, con dâu út. Nhưng mà ông ấy bác ấy bảo là cô ơi cô phải quan tâm đến mồ mả. Thế em bảo nhưng mà bác ơi em lại là con dâu út mà các bác trưởng với lại thứ với lại các bác thì không ai quan tâm đến. Thế nhưng mà em làm út thì chắc gì em đã làm được. Thế mà không biết thế nào mà duyên thế nào mà làm được hết. Em tìm được 60 mộ. Wow. Em tìm được 60 vời, mộ xong bà này từ đặc chỗ biệt. Từ chỗ em xong cả làng đi tìm được hàng mấy trăm ngôi mộ cả đang cái làng ấy. Ô cái cô này có cái bà này nó có cái căn tính đấy. Hay nhỉ, thế xong như là kiểu như người có cái đặc tính của các vị thánh ấy. Đấy. Thế Bồ xong Tát ấy. Ông ấy hay bảo, quá. Thế xong là người ta lại gọi là cái mộ của nhà cái anh ở người làng đấy là gần ở mộ mà có chồng tên là Mai. Bảo thế có chồng tên là Mai nhưng mà ở làng nhà tôi những người kia người ta vặn lại thầy. Người ta bảo nếu mà tên là Mai thì làng nhà tôi rộng nhiều Mai lắm. Bảo không, Mai mà có cụ làm quan to đấy. Thế là ông ấy bảo là đây là cụ tể tướng mà cụ nhà em là quan thượng thư triều nhà Mạc. Triều nhà Mạc. Vâng. Ô chào, chào chú. Ô tạm biệt, tạm biệt để gì vâng. Chào bà nhé. Mang cái kỳ kinh nghiệm này về nhà thực hành. Vâng. Mình không có ba cái nguyên liệu thì mình dùng cái phổ tai với wakame cho nó rẻ. Wakame một gói này ăn nửa năm hết. Đây, gói đây. Cái gói wakame này. Gói wakame đây, ăn nửa năm hết. Gói nào? Đấy, cái dòng này này. Dòng này á? Ồ, rẻ lắm ý. Mỗi lần ăn một nhúng thôi. Cái đấy thích lắm. Rồi mua cái miso kìa. Cái miso có 85.000 một hộp. Rẻ. Miso nào? Miso kìa, miso của Nhật sản xuất tại Việt Nam kìa. Vâng. Ăn như thế cũng ngon. Không ăn rồi đấy. Có thích lại còn đòi ăn em nào. Nghe tên cái loại cơ của chị trăm mấy à. Rồi. Đời ăn ngon em nghe tên tuổi bà lâu lắm rồi. Dạ. Em xem con, sách báo với lại riêng về những cái báo chí với lại mấy em nhà em có hàng tạ. Hàng nhiều lắm quá. Em mua nhiều báo sách. Ôi, có thể một ngày nào đó lại phỏng vấn bác tiếp hay quá. Thế ạ.